Một quả táo để ở bên ngoài môi trường bình thường tới hơn 10 tháng mà vẫn không bị hỏng. Đó là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất trong tuần này. Rau quả nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản đã không còn là lạ. Nhưng việc chúng có thể để lâu đến hàng năm trời chắc chắn là điều không bình thường. Và nhóm phóng viên VTC14 đã tìm gặp các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ thực vật để có thêm những đánh giá xung quanh câu chuyện bất thường này. Đây là quả táo mà bà Nguyễn Thị Thọ ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cung cấp cho phóng viên VTC14. Bà Thọ mua quả táo này từ trước Tết Nguyên đán năm nay và đã gần 10 tháng qua được để ở môi trường tự nhiên nhưng quả táo vẫn không bị hỏng. Quan sát bên ngoài, nó chỉ héo và màu ngà vàng, nhẹ hơn so với lúc mới mua nhưng vẫn rắn chắc. Phóng viên VTC14 đã mang quả táo kỳ lạ này đến gặp ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật. Ông Hồng cho biết, có loại hoa quả có thể để được thời gian khá lâu nhờ công nghệ và hóa chất bảo quản cho phép. Trong tay tôi có các thông tin về các giống lê và giống lê về châu Á. Giống lê của châu Á thì các giống lê trong này có những giống lê là có thể bảo quản rất tốt, ăn vẫn ngon trong thời gian từ 6 đến 7 tháng. Có những giống lê thậm chí là từ 8 đến 9 tháng. Những giống lê được trồng ở các nước nào ở châu Á? Các giống lê này được trồng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác. Thế thì thứ hai là bảo quản lâu hay chậm còn phụ thuộc vào cái thời gian chúng ta thu hoạch. Vì vậy, khi mà thấy hoa quả mà có thể là giữ được lâu thì chưa nên gọi kết luận đó là do chất bảo quản được hạn. Nhưng cũng chỉ mới có giống lê có thể để được trong khoảng thời gian lâu nhất là 6 tháng. Ngoài ra, chưa có loại hoa quả nào được nghiên cứu, chứng minh để được trong khoảng thời gian lâu hơn thế. Nhưng ông Hồng vẫn khẳng định, chưa thể nói quả táo để 10 tháng này được bảo quản bằng chất độc hại. Hiện, Cục Bảo vệ Thực vật cũng đang tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu xem chất bảo quản nào được sử dụng trong quả táo này. Các chất bảo quản chuyên dụng và các chất bảo quản này là các chất chống oxy hóa. Những chất chống oxy hóa này là hiện nay đang được sử dụng rất là rộng rãi trên thế giới và nó là cái tiến bộ kỹ thuật của thế giới. Mỗi năm, Việt Nam nhập khẩu 400.000 tấn hoa quả từ các nước trên thế giới, trong đó nhiều nhất từ Trung Quốc. Kiểm soát chất lượng hoa quả nhập từ Trung Quốc qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn hay Móng Cái, những con số báo cáo đều cho thấy số lượng lô hàng có chứa chất bảo quản độc hại lại không nhiều. Trong thời gian vừa qua thì tại cửa khẩu Tân Thanh cũng đã hai lần phát hiện thấy hai nô, một nô là cam và một nô nê quả tươi có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, thì áp dụng theo đúng với thông tư 13 chúng tôi tiến hành kiểm tra chặt các lô hàng nhập khẩu đó và đồng thời thì thông báo cho phía kiểm dịch thực vật kiểm nghiệm của Trung Quốc biết và phối hợp để kiểm tra. Chúng tôi chưa tìm thấy trong các cái loại táo lê nhập khẩu vào đất nước chúng ta có những cái chất bảo quản độc hại. Chúng tôi đã tiến hành phân tích nguy cơ và chưa tìm thấy cái điều đó. Dù hầu hết các cửa khẩu hiện nay đều được trang bị test thử nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong hoa quả nhập khẩu. Tuy nhiên trên thực tế, việc phát hiện ra một sản phẩm có độc hại hay có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép không hề đơn giản. Và một quả táo không được bảo quản lạnh trong 10 tháng mà gần như không bị hỏng thì khó có thể coi là an toàn.